Tao xuống đây rồi. Ok. Cứ đứng đó đợi tao nhé. Rồi. Cúp máy nha. Chìa khóa đâu đây nhỉ? Excuse me? But does your friend often do that? Strange. We all right? Vườn hồng mai xa. Chúng anh ạ. Tại sao để Diễm với con chúng đi vào đấy? Dạ em xin lỗi anh ạ. Em đi ra ngoài gọi Diễm bên chính vào đấy cho anh. Luôn tiện đuổi luôn thằng Khởi ra ngoài. Rõ chưa? Ừ.